Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam. Vì vậy, trong đêm nay cho đến hết đêm 17 tháng 4, vùng mưa rông sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ sẽ gia tăng. Ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-120mm một đợt, có nơi trên 150mm. Ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông nhiều nơi, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá là cấp 1. Vùng hội tụ sẽ còn duy trì trong ngày 18, ngày 19 nên mưa sẽ còn tiếp diễn nhưng cường độ thì sẽ giảm dần và mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Do vậy nền nhiệt ở Bắc Bộ trong 3 ngày tới vẫn là khá thấp, phổ biến từ 23 đến 26 độ trong ngày 17 tháng 4 và tăng nhẹ khoảng 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Với miền Trung, ngoài khu vực phía Bắc có mưa dông thì cũng đáng chú ý với các tỉnh phía Nam như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận từ ngày 19 tháng 4. Mưa dông có xu hướng gia tăng trên khu vực. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của xoáy bão đang hoạt động ở phía đông Philippines, kéo theo gió Tây Nam hoạt động và sẽ gây mưa cho khu vực này. Cần đề phòng dông lốc và gió giật mạnh trong cơn mưa. Cũng giống như các tỉnh Nam Trung Bộ, từ ngày 19 tháng 4, gió Tây Nam mạnh lên thì mưa dông sẽ có xu hướng tăng đều trên khu vực Nam Bộ. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực ven biển Nam Bộ cần đề phòng với dông lốc và gió giật mạnh. Bà con nuôi thủy hải sản cần chú ý gia cố lại đầm trại. Trên biển Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật tới cấp 7. Biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực phía Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa rông vẫn xuất hiện rải rác, làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông có thể xảy ra gió giật mạnh. Bản tin thời tiết cuối ngày 16 tháng 4 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.